cho mọi người, mình đã tới Cà Mau rồi đây. Và mình tới đây là Cà Mau đón mình bằng một cơn mưa luôn mọi người. Bây giờ mình đang ở một quán bán hải sản. Đây là nhà hàng Kinh Cua. Thì mọi người cũng biết là dưới Cà Mau, đặc sản của Cà Mau là cua ha. Thì bữa nay nhân dịp cái trời mưa như thế này nè, thèm lẩu quá, vô ăn lẩu luôn mọi người, thưởng thức cua trước. Rồi, trong lúc đợi đồ ăn lên thì mình đi tham quan cái hồ hải sản ở đây gái. Rất là nhiều loại cá ha. Ở trên này là cá tầm nè, rất là to, cái con này cũng 2-3 kg. Rồi, tôm tích nè, ôi bự. Tôm này nãy mình hỏi là 1 triệu, 1 triệu mốt gì nữa, 1 kg á. Rất là bự ha, cái này là mà cháy tỏi là tuyệt vời. Đây hầu, hầu rất là to luôn. Đây là cua, cua Cà Mau ha. Ghẹ, ghẹ nãy mình hỏi là 400 mấy, khoảng 400 mấy 1 kg. Đây có các loại sò nữa, sò huyết nè. Sò huyết nó có hai loại, một cái loại bên đây mình thấy già rồi, còn này thì đậm màu hơn. Con sam to dữ, cũng to luôn á. Cái này là cá rô bí hả? Cá heo hả? Nhìn á. Cái này thì sẽ làm món gì anh? Kho tiêu hả chứ? À, kho tiêu, cá heo nước ngọt hả? Cá heo lần đầu tiên thấy luôn á. Này là cá heo nha mọi người. Thật là heo, nó nhỏ xíu à. Nhìn nó cũng giống giống cá rô bí, nhưng mà có vẻ nó dài và nó to hơn. À, phía sau này có cá thò lòi. Đây là một đặc sản khác của Cà Mau. To. Cái này là bao nhiêu 1 kg? Dạ, cái này là bên em là bán con. À, con một con. Một con là 45 ngàn. À, là con lớn, còn con nhỏ là 30. Giờ sẽ làm món gì anh? Cái này là chú lưu nhớ cho ăn thử luôn. Ok, món ăn đã lên rồi mọi người. Mình gọi hai món thôi. Mình thử giúp món gỏi nha. Cái món gỏi này là món gỏi Kinh Cua luôn. Thì món đặc biệt của quán này. Ở trên đây mình thấy là có tôm nè. Rồi trong gỏi thì sẽ có củ dừa, dưa leo, cà rốt, rồi hành tây. Dưới đây có bánh phồng phồng tôm nữa nè mọi người, không thể thiếu trong cái món gỏi. Rồi, xin mời mọi người nha. Gỏi giòn, đúng rồi giòn. Cái nước mắm sẽ hơi chua một chút ha. Để ăn một miếng tôm. Tôm rất là tươi nha mọi người, tôm kiểu dạng nó sẽ không có bị chín quá, nó sẽ không bị khô mà ăn vào nó vừa tới nên nó sẽ tươi ngọt nè. Còn mình mới ăn lại bánh phồng tôm nữa. Ở đây bánh nó dày, khá là dày đó mọi người. Ăn rất là thơm. Đây, nồi lẩu của mình nè, bạn nhân viên mà lấy cua với tôm ra rồi. Ở trong đây sẽ còn chả nè, rồi mực, nghêu, các loại nấm ha. Bỏ nấm vô cho mình không rồi. Lẩu này ở đây làm hơi lạ. Nước lẩu là nước dừa nha mọi người, nước cốt dừa. Ngọt, ăn vào là sẽ cảm nhận được cái vị ngọt liền. Mà ngọt kiểu dạng tự nhiên chứ không phải là ngọt, mà ngọt ngay nha mọi người. Kèm theo đó là một ít mùi hương của kỹ tử. Lại nha, cái món này lạ đó. Rồi đây miếng mực, mực đúng dây luôn. Ôi, mực giòn ngọt mà mềm, không bị quá dai. Thử một miếng chả cá mọi người. Cảm giác ngon, thơm. Rồi đây là cái càng cua mà bạn nhân viên bạn cắt ra giùm mình luôn mọi người. Mình sẽ cắt ra rồi xong bạn bỏ vô lại trong nồi lẩu cho nó ra nước ngọt và nó chín hơn một chút nữa. Rồi, nhìn chất lượng không? Này, cái này mình chấm với muối ớt. Nó rất là chắc luôn đó. Thịt nó ngọt, mình cảm nhận được cái độ tươi đó mọi người. Tươi và chắc. Ngon nha. Đây là phần thân cua nè mọi người. Nhiều thịt ha. Coi nè, thịt nó lú ra nè. Đã chưa? Đây là cái đùi cua mọi người. Ngon. Bạn nhân viên bạn sắn cái con cá thò lòi ra cho mình luôn rồi, lấy xương luôn rồi. Ở đây phục vụ cực kỳ chu đáo luôn mọi người. Cái con này thì mình nướng muối ớt. Cái món này mình sẽ chấm chung với lại muối ớt xanh nè. Ở ngoài thì nó có muối ớt thì nó sẽ cay cay rồi nè. Ở trong nó thịt nó mềm. Thịt sẽ mềm mềm nhưng có độ săn, rất là săn nha. Cá này với mình cái vị nó sẽ lạ. Chắc là có thể mình ăn nhiều hơn mình sẽ bị ghiền. Còn có thể một con đầu tiên có thể chưa dính lắm mọi người. Nhưng mà tương đối là cái thịt nó rất là ngon rồi. Bây giờ thử thức món cua gạch nha mọi người. Cái này là chị chủ tặng cho mình nè. Mọi người thấy không? Gạch rất là nhiều luôn á.
Nãy chị nói là món cua gạch là món đặc sản nhất của vùng Cà Mau. Cua này thì từ 5 cân xuống mọi người, và được tuyển chọn rất là kỹ càng trước khi vào nhà hàng luôn, nên nó mới có cái gạch như thế này nè, quá chất lượng luôn. Mặc dù là cua gạch nhưng mà cái càng vẫn rất là chất lượng nha, rất là thịt rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẵn tiện rồi mình thử cua càng trước mọi người. Ngon chắc quá trời luôn ạ. Giờ mình sẽ thử qua cái thân cua nha. Quá trời gạch, không biết bắt đầu từ đâu luôn. Chắc là mình sẽ ăn trên đây trước. Chất lượng quá mọi người ơi. Cái cảm nhận của mình rất thơm. Quá rã luôn, gạch ngập mồm luôn á. Cái nhà hàng này mình vô tình tìm được trên Google Maps thôi mà nó xứng đáng. Rồi ăn ngon mà phục vụ cũng tốt nữa. Chào buổi sáng mọi người. Mình đang ở khách sạn. Tối hôm qua ăn xong thì mình về khách sạn nghỉ ngơi luôn. Tối quá nên là không có quay được cho mọi người xem cái phòng của mình ở hôm nay. Thì bây giờ mình đang đứng ngay cái bờ sông của bến tàu của khách sạn nè mọi người. Đây, phía dưới này là bến tàu nè. Và ở đây là nguyên một con sông rất là to luôn. Cái sông này là đổ ra biển luôn á mọi người. Đi thẳng xuống dưới kia là tới mũi Cà Mau rồi. Thì trong lịch trình hôm nay mình sẽ đi xuống dưới đó để tham quan ha. Khách sạn này lớn. Thứ nhất là có view bờ sông nè, nhà hàng ngay sát sông. Thứ hai là phòng đã bao gồm ăn sáng luôn. Thứ ba là ở đây có cái hồ bơi nữa. Xung quanh cái khu vực này thì người ta trồng cây rất là nhiều nên đi rất là mát. Ở đây là nguyên một cây gấc nè. Nguyên một trái gấc ở phía trên đầu. Mọi người thấy không? Đó, trái gấc rất là to. Hướng bên này sẽ là hồ bơi. Hồ bơi. Khách sạn Ozone ha. Mình quay hướng bên này thì nó bị ngược chữ. Rồi đây là phòng của mình. Hơi bừa bộn một chút nha mọi người. Mình ở tối qua rồi. Đó, cái phòng thì nó đơn giản vậy thôi. Thật ra là phòng này ở mức trung bình ha. Bị cái là trong toilet cái đèn nó hơi tối. Được cái là các phòng ở đây đều có ban công nên nó sẽ rất là thoáng. Phía trước mặt mình là nguyên cái rừng ngập mặn ở phía trước luôn mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lên xe để bắt đầu di chuyển vào đất mũi. Thì từ đây vào trong đó còn khoảng 60 cây nữa mọi người. Tí nữa mình sẽ chia sẻ lý do tại sao mà mình phải nghỉ một đêm ở đây rồi sáng sau mới đi vào trong đó nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu di chuyển ra vườn quốc gia mũi Cà Mau nha mọi người. Thì lý do tại sao mà mình ở đây là vì nếu mà đi từ trung tâm thành phố Cà Mau á, là chỗ hôm qua mình ăn hải sản á, đi ra tới đất mũi là hơn 100 cây, nơi đó khoảng 117 km đó mọi người, khá là xa. Nên mình quyết định là mình sẽ nghỉ chân ở giữa đường, nghỉ một đêm ở đây, xong bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong đó, mình tham quan, chơi tới chiều tối rồi mình sẽ ra lại chỗ thành phố Cà Mau để mình nghỉ một đêm. Xong sau đó mình mới đi Bạc Liêu ha. Thì cái đoạn đường vào đây mình thấy nó cũng tương đối xấu á mọi người. Có những đoạn chưa có được trải nhựa nên đá dăm á, nên nó sẽ dằn dằn và mình sẽ phải đi chậm. Nên là mình nghĩ là để mà có thể đi vào đó chơi được trọn vẹn hơn thì chắc là sẽ phải nghỉ một đêm ở đây. Hoặc có một sự lựa chọn khác là mình có thể đi thẳng vào trong chỗ vườn quốc gia mũi Cà Mau. Ở trong đó thì có những cái homestay người ta làm kiểu dạng dịch vụ du lịch, những cái tour mà đi tham quan rừng ngập mặn luôn á. Nhưng mà phòng ốc của người ta thì sẽ không có được như ở đây. Nên nếu mà bạn nào có thể thoải mái trong cái phần nghỉ ngơi, ngủ qua đêm á, thì có thể chọn ở trong những cái homestay trong đó ha. Bây giờ đi ăn trưa trước nha mọi người. Bây giờ nắng lắm nên là mình sẽ chưa vô trong đó đâu. Ăn trưa xong mình sẽ đi vào nắng chiều chiều xuống cho nó mát. Ở đây thì là quán ăn và cả nhà nghỉ Ánh Nguyệt. Ngồi ngay cái bờ này gọi là gì ta, bờ mương, bờ kênh gì đó. Ở phương hướng phía ngoài kia là biển luôn á. Nên là gió thổi vào rất là mát. Xung quanh đây là những cái rừng ngập mặn nè. Cây cối xanh luôn mọi người. Nhờ chị chủ quán cua hôm qua chia sẻ thì mình mới biết là dưới Cà Mau không chỉ có đặc sản là cua
mà còn có vợp, là cái con này nè. Mình thấy bên ngoài giống sò chén nha, thịt rất là ngọt, mọng nước, ăn lúc còn nóng, chấm thêm muối tiêu ớt nữa, rất là ngon. Mình bị ghiền con này luôn á. Gọi thêm dĩa cơm chiên ăn cho chắc bụng nữa, nhưng mà quán làm hơi khô nha. Thêm một phần cá thò lòi kho tộ nữa. Hôm qua về khách sạn tự nhiên bị nhớ cái con này, nên bữa nay phải gọi ăn chung với cơm luôn nè. Đây là món cuối nè, món này là cá thò lòi kho tộ. Nhìn cái cách kho thấy ngon rồi, đúng kiểu miền Tây. Này cá thò lòi nha. Ngon. Mới kho mà rất là đậm đà nè, ăn rất là ngon. Cái này ăn cơm là tốn cơm lắm luôn. Mình đã tới chỗ phòng bán vé vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Đây bảng giá là 30.000 cho một người lớn, trẻ em 15.000 ha. Ở đây có dịch vụ xe điện luôn, tính theo điểm, mỗi điểm là 15.000 nha mọi người. Đây bản đồ. Bên đây là phía mặt biển Đông, còn bên kia là phía mặt biển Tây. Và đây cái tọa độ trên này là cái tọa độ cuối cùng, là mình sẽ đi theo điện ra ngoài đó. Này là khung cảnh phía trước ngôi đền. Ôi biển mênh mông luôn á. Mà ở đây người ta làm đẹp mọi người, rất là sạch sẽ. Trời ơi mênh mông. Bên đây là phía biển Đông nha. Ngay phía trước đền thờ Lạc Long Quân luôn. Ở bên đây là bức tượng mẹ Âu Cơ nè. Vậy là mình đã check in tại điểm cuối cùng của đất nước rồi mọi người. Chỗ này là cái điểm xa nhất luôn. Và phía ngoài kia là biển cả mênh mông luôn á. Wow. Yeah, cuối cùng thì mình cũng đã thực hiện được bức kịch lịch của mình là ra được tới Mũi Cà Mau rồi mọi người. Đẹp lắm luôn á, mọi người lên đi nha. Mặc dù là chỉ là điểm check in thôi, nhưng mà mình thấy là mình nên trải nghiệm một chuyến ra đây. Cung đường từ chỗ mà khách sạn của mình đi ra đây rất là đẹp mọi người. Lúc mà mình đi xe điện ở trong khu du lịch đó, thì có đi chung với một đoàn khác. Trong lúc đi chung xe thì tụi mình cũng có nói chuyện với nhau á, và biết được là cái anh cũng từ Sài Gòn đi phượt xuống tận Mũi Cà Mau này luôn. Mình thì cũng ít khi nói chuyện với người lạ lắm, nhưng không hiểu sao hôm đó được mấy anh mời đi chung xuống nhà người thân chơi ở huyện Đầm Dơi, cũng Cà Mau luôn. Lúc đầu thì cũng đắn đo lắm, nhưng rồi quyết định đi chung luôn mọi người. Cái này chắc là hữu duyên thiệt rồi. Trong đầu mình hình dung thì kiểu ăn cơm nhẹ nhàng rồi về thôi, ai dè đâu được chiêu đãi quá trời. Đúng kiểu người miền Tây hào sảng, khách tới nhà là đầy ắp đồ ăn, bao nhiêu món ngon món lạ là đãi khách hết hà. Nào là cá sặc bói nè, cái này lạ nha, lần đầu mình thử luôn. Nướng mọi nên giữ được hương vị nè, thịt ngọt chắc. Rồi là phải có cua năm căn nữa, chắc thịt ngọt béo của gạch. Rồi vịt quay, lẩu cua, cá kho, nhà có gì là bưng ra hết mời khách vậy á. Quá trời là nhiệt tình luôn. Thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi này. Mọi người trong đoàn quẩy nhiệt tình quá, nên tới khuya mình mới về tới khách sạn. Video này thì mình kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp mọi người ở Bạc Liêu. Nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi tiếp hành trình du hí 6 tỉnh miền Tây của mình nha.